À, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con kính lễ Phật Bảo, con kính lễ Pháp Bảo, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính lễ Sư Tinh Tuệ, con kính lễ quý sư cùng quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Tinh Tuệ, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào quý học viên trong lớp. Hôm nay con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc ghê ca mê cha ru pê ghi si kha ra ta tê chan ta lê khê vi ma nê đi pê rát thê cha ga mê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wat thum hi khét tê phụng ma cha yam tu đề hoa cha la tha la vi sa mê giác kha gan tháp ba na ga tít tham ta san ti kê yang mu ni wa ga wa cha năng sa tha vô mê su nam tu tham mas sa wa na ca lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ca lo a yam pha đàn ta tham ma sa wa na ca lo a yam pha đàn ta nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami duttiyampi buddhang saranang gacchami Tu ti yam ti tham mang sa năng gạch cha mi tu ti yam ti sang khang sa năng gạch cha mi ta ti yam ti bút thăng sa năng gạch cha mi ta ti yam ti tham mang sa năng gạch cha mi Itipiso bhagava arahang sammasambuddho viccacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhammasarati satthadeva manussanang buddho bhagava trinatti me saranang anyang buddho me saranang varang cha vat che na ho tu me cha ya mangalang uttamang ge na wan de hang pa da pam sum waruttamang butthe yo kali to do so butho kama tu tang mamang swakato bhagavata dhammo sandhittiko akaliko ehipassiko opanayiko bát chát tăng quê đi tập bồ vinh nhu hi tinh ác mê sa năng anh nhân thâm mô mê sa năng quá răng ê tê na sách cha vật chê na hồ tu mê cha gia măng gà lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng thâm mạnh cha đuôi thăng quá răng thâm mê vô khá lý tô đô sô thâm mô Khamma tu tăng ma măng Suppattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Ucchuppattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Nyāyappattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Sāmicchippattipanno bhagavato sāvaka saṅkho Yadidaṃ cat Tari purisa yugani attha purisa pukkala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dakkhinayyo Anchalikaniyo anuttarang punyak
hết tăng lô ca sa ti nát thi mê sa năng ảnh nhăn sẵn khô mê sa năng quá răng ê tê na sắp cha quách chê na hồ tu mê cha gia măng ga lăng út ta măng ghê na hoàn đề hăng sẵn khánh cha ru vi thốt ta măng sẵn khê yô khá lý tô đô sô sẵn khô khá mạ tu tăng mà măng hoàn đà mi chê ti dân sắp bằng sắp bát tha nê su bát tít thi tăng sa ri ri cát tha tu ma ha bồ tình bút tha ru phăng sa ca lăng sa đà sam bút thê áp sa vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê sanh cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hăng tê sang thâm mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huê na hàn tòa sắp đề u pháp đa huê a nê ca an ta ra ya vi vi na sàn tu a sê sa tô sam bút thê tành cha tành nhà sành cha cha tu vi sa ti sa hát sa kê đa sa sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa hằng tê sang thâm mạnh cha sang khánh cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha huê na hàn tòa sắp đề u pát đa huê a nê ca an ta ra ya vi vi na san tu a sê sa tô sam bút thê na bút ta ra sa tê a tha chát ta li sa sa hát sa kê vi sa ti sa ta sa hát sa ni na ma mi si ra sa a hăng tê sang thâm mạnh cha sang cha a đa rê na na ma mi hăng na ma ca ra nu pha huê na hàn tha sắp đề u pát đa huê a nê ca an ta la ya pi huy na san tu a sê sa tô sắp đề pu rát thi ma ya di sa ya sắp ta a huê ra tu khi hòn tu sắp đề pu rát thi ma ya nu di sa ya sắp ta a huê ra su khi hòn tu sắc đề đăng thi na ya di sa ya sa ta a huê ra su khi hòn tu sắc đề đăng thi na ya nu di sa ya sa ta a huê ra su khi hòn tu sắc đề tất chi ma ya di sa ya sa ta a huê ra su khi hòn tu sắc đề tất chi ma ya nu di sa ya sa ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya di sa ya sa ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề út ta ra ya nu di sa ya sa ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề u pa ri ma ya di sa ya sa ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề hết thi ma ya di sa ya sa ta a huê ra su khi hòn tu sắp đề sắp ta a huê ra hòn tu su khi ta hòn tu ni dukkha kha hòn tu áp ya pat cha hòn tu a ni kha hòn tu di kha chúng ca hòn tu a ro ga hòn tu sam pat thi sa mít chan tu su khi áp ta năng pa ri ha ram tu duk kha pa ta cha nit duk kha pa ya pa ta cha nit pa ya so kha pa ta cha nit so ka hon tu sap de pi pa ni no a ka sap tha cha kum mat tha de wa na ga mahittika Un nhang no anu mô đàn tu chi răng đắc khăn tu sa sa năng a ca sa tha cha phum mat tha đề hoa na ga ma hít thi ca Un nhang no anu mô đàn tu chi răng đắc khăn tu no ga ru a ca sa tha cha phum mat tha đề hoa na ga
Mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu nyatayo akasattha chakummattha devanaga Mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu panino akasattha chakummattha devanaga Mahitika Punyang no anumodan tu chirang rakkhan tu no sada idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale sa thu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học quy diệu pháp ngày hôm nay. Dạ, kính chúc đạo tràng có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ, kính chúc đạo tràng luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt-tha-ya. Nam mô Tham-ma-ya. Nam mô Sang-kha-ya. Xin chào các học viên. Giờ hôm nay chúng ta học tiếp phần lộ trình tâm. Hôm trước sư tính cho lớp học lộ trình tâm ngũ môn phần thời cận tử, mà tại lộ trình tâm ngũ môn thời cận tử nó có hai trường hợp, tức là thời cận tử nó xảy ra ở lộ ngũ môn và thời cận tử xảy ra ở lộ ý môn. Nên thôi để đến khi mình học tới phần lộ cận tử ở lộ ý môn, mình gom lại hai phần đó thành một bài chung đi cho nó dễ. Nên bữa nay chúng ta học phần lộ trình tâm ý môn. Lộ trình tâm ý môn. Lộ trình tâm ý môn mano và ác chí tăng vị thí. Hôm trước mình học về lộ trình tâm ngũ môn, tức là nói về tiến trình tâm xảy ra ở lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, tức là xảy ra ở năm môn khi mà có cảnh tác động. Còn hôm nay thì mình học về lộ trình tâm ý môn, đó là tức là tiến trình tâm mà nó sanh khởi qua lộ ý môn khi bắt cảnh pháp. Ý môn thì chỉ bắt cảnh pháp. Còn ở lộ ngũ môn thì cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị và cảnh xúc. Và trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc đó, mình chia nó ra thành bốn dạng. Đó là cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Còn bây giờ mình học về lộ trình tâm ý môn thì từ cảnh pháp mình chia ra thành bốn trường hợp. Tức là cảnh rất rõ, cảnh rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Anh xếp nó lại, đó là cảnh rõ, cảnh rất rõ, cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Tức là từ cảnh pháp nó cũng chia ra thành bốn loại cảnh.
để nó có những lộ trình tâm diễn ra khác nhau. Vậy thì chúng ta phân biệt ở lộ tâm ngũ môn á, thì mình từ mắt tai cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh mùi, cảnh vị và cảnh xúc, thì mình phân nó thành bốn cấp độ, đó là cảnh lớn, cảnh rất lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. Thì ở trong tâm lộ ý môn á, thì chúng ta lại nhớ đó là trong cảnh pháp mình chia nó ra bốn cấp độ, đó là cảnh rõ, cảnh rất rõ, rồi cảnh không rõ và cảnh mơ hồ. Nhớ tên gọi cảnh của nó khác nhau. Học về lộ trình tâm ý môn thì chúng ta cũng phải nhớ tên của các tâm lộ. Các tâm lộ tức là các ký hiệu của tâm lộ. Giống như hôm trước mình học về lộ trình tâm ngũ môn thì chúng ta cũng có một số ký hiệu để chúng ta nhớ nó. Thì học ở lộ trình tâm ý môn cũng vậy. Thì ở đây mình có chữ phá quăng gác là hộ kiếp. Tây táp phá quăng gác là hộ kiếp vượt qua. Phá quăng gác chắc là nát là hộ kiếp rung động. Phá quăng gú bách chê đá là hộ kiếp biết dòng. Thứ năm đó là mano đoà rác bách chê ná là khai y mô. Số sáu là chá quá nát là động lực. Số bảy là ta đa lâm bá nát là na cảnh. Số tám là gan tu cá phá quăng gác là hộ kiếp khách hay là hộ phần khách. Số 9 là chú tí tá là tâm tử. Và số 10 đó là tí san thí chí tá là tâm tục sinh. Để sửa sửa lại cái này tí chân. Cho thông nhất với nhau luôn, hộ kiếp khách. Như vậy thì mình có 10 ký hiệu khi mình học về lộ trình tâm ý môn, đó là chữ H, chữ V, chữ R, chữ D, chữ K, I nhỏ, chữ D, chữ N, chữ K, chữ Ư dấu hỏi và chữ S. Này, ở trong lộ trình tâm ngũ môn mà thông thường thôi, còn mình còn ở lộ trình tâm ý môn đặc biệt thì mình còn số một số ký hiệu, thí dụ như là tâm đạo, tâm quả, chuẩn bị, cần hành, thuận thứ, chuyển tập, mình còn có một số ký hiệu đó nữa. Đây là các ký hiệu mình phải nhớ để khi mình vẽ lộ trình tâm thì mình ký hiệu cho nó. Rồi cái thứ tiếp theo nữa là nói về thời. Ở lộ trong lộ trình tâm ngũ môn á, thì mình chỉ có hai thời. Đó là thời bình nhật và thời cận tử. Nhưng mà ở lộ trình tâm ngũ môn á, thì nó có ba thời. Ý môn á, mình có ba thời. Tức là thời tục sinh, thời bình nhật và thời
cần tử. Tức là mình tử chết là có thể là lộ cần tử, có thể là lộ ý môn hoặc là lộ ngũ môn. Nhưng mà tục sinh đó, thì nó chỉ xảy ra ở trong ở trường hợp đó là lộ ý môn, chỉ có hợp lộ ý môn thôi. Còn bình nhật thì nó có thể là lộ ngũ môn hoặc là lộ ý môn. Thì đó là nói về thời, mình cũng phân biệt để mình nhớ nó. Ở lộ ngũ môn thì mình có là thời bình nhật và thời cần tử. Lộ ý môn thì mình có là thêm thời tục sinh, thêm một cái thời nữa. Lộ ý môn thời bình nhật, lộ ý môn thời bình nhật thì nó cũng giống như là lộ ngũ môn thời bình nhật, tức là nó là cũng là những tiến trình tâm mà xảy ra ở trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà ở lộ ngũ môn thì nó xảy ra ở thông qua năm môn, còn lộ ý môn thì nó xảy ra ở lộ chỉ có trường hợp ở ý môn thôi. Nhưng mà vẫn là xảy ra ở trong đời sống hàng ngày, tức là sau sau lộ trình tâm tục sinh thì các tiến trình tâm còn lại đều là thời bình nhật, cho đến khi mà lộ cận tử xảy ra. Tức là trong một cái kiếp của mình chỉ có một cái lộ trình tâm tục sinh, một lộ trình tâm cận tử, còn lại đó là thời bình nhật. Ngoài trừ thời bình nhật, đương nhiên cái thời bình nhật ở đây nó còn có thời bình nhật mà diễn ra trong trường hợp thông thường, rồi thời bình nhật nó diễn ra trong trường hợp đặc biệt. Tức là ở lộ trình tâm ý môn á, ở thời bình nhật này á, thì nó có lộ ý môn thông thường, rồi lộ ý môn mà chim bao, tức là lúc nằm mơ, rồi lộ ý môn đặc biệt, chỉ cho trường hợp mà lộ ý môn của những người chứng đắc thiền, chứng đắc đạo quả, hoặc là hiền thông chẳng hạn. Thì đó là những trường hợp lộ ý môn đặc biệt. Hôm nay thì mình sẽ học trước cái phần đó là lộ ý môn thông thường, lộ ý môn thời bình nhật, nhưng mà nó diễn ra trong trường hợp thông thường đối với người phàm phu của mình, không có chứng đắc thiền định. Thì trong bài học này mình có 8 mục. Thứ nhất đó là định nghĩa, thứ hai đó là lộ ý môn thông thường cảnh rõ, thứ ba đó là các chặng tâm trong lộ tâm ý môn cảnh rõ, thứ tư đó là các tâm lộ trong lộ tâm ý môn cảnh rõ, thứ năm đó là các tâm có mặt trong lộ tâm ý môn cảnh rõ, và thứ sáu là số lượng lộ tâm ý môn cảnh rõ, số bảy là lộ tâm ý môn cảnh rõ xảy ra ở hàng người, số tám là lộ tâm ý môn cảnh rõ xảy ra ở các cõi. Nó cũng cái mục này thì nó cũng tương tự như là lộ tâm ngũ môn mà mình đã học trước đây. Nếu mà mình nắm được cái lộ tâm ngũ môn rồi thì chúng ta học tâm lộ tâm ý môn cũng không là khó. Bài học thì nó không khó, nhưng mà nó diễn ra thực tế trong cuộc sống thì nó rất là nhanh. Coi như ở đây chúng ta chỉ mới có được cái bản đồ thôi, còn ở trong đời sống thực tế nó đòi hỏi mình phải có trải nghiệm về mặt tâm lý, tức là phải có tu tập thiền định thường xuyên, quan sát tâm mình thì mình mới hiểu rõ được cái tiến trình tâm này. Giờ thứ nhất là phần định nghĩa lộ tâm ý môn thông thường, lộ tâm ý môn thông thường ở trong đời sống hàng ngày. Lộ tâm ý môn thông thường là tiến trình tâm
thông thường sanh khởi qua lỗi môn khi bị đối tượng cảnh rõ chi phối. Tức là trong đời sống của mình, khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, rồi từ cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng đó, mình khởi lên cái suy nghĩ. Ví dụ như là khi mình thấy cảnh xấu, mình suy nghĩ là nếu mà mình không có đi đến đây thì mình không có gặp cái cảnh xấu này. Tôi trong lúc mà mình suy nghĩ như vậy thì lúc đó là cái lộ tâm ý môn nó đang diễn ra. Và nếu mà cảnh đó thì cảnh rõ thì nó xảy ra ở trong trường hợp này. Hoặc từ cái nghe, thí dụ như là mình đi đến đâu, mình đang ngồi thiền, mình ngồi thiền ở nhà, mà giờ đó ở nhà thì con cháu xem tivi hoặc là ngồi nói chuyện gì đó, thì mình mới suy nghĩ là nếu mình ở trong chùa có cái không gian rộng, mình ngồi thiền nó sẽ yên tĩnh hơn, hoặc là nhớ lại không gian mà mình đã ngồi đi tập thiền ở trong trường thiền, mà cái không gian yên tĩnh mình dễ ngồi hơn, thí dụ vậy. Thì ở trong trường hợp đó nó là lỗi ý môn và xảy ra thông thường ở trong đời sống của mình. Còn cảnh thì nó tùy theo trường hợp, ở đây thì mình nói về trường hợp cảnh rõ. Hoặc là nó có thể là xuất phát từ lỗi ý môn, nãy đó là lỗi ý môn, nhưng mà nó được tiếp nối từ lỗi ngũ môn. Tức là lỗi ý môn mà nó tiếp nối từ lỗi ngũ môn thông qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng. Nó cũng có những trường hợp đó là lỗi ý môn sanh khởi không phải là do nghe, ngửi, thấy, nếm đụng. Thí dụ mình ngồi cái làm suy nghĩ về một chuyện gì đó, thì ở trong trường hợp đó nó là hoàn toàn là lỗi ý môn. Hoàn toàn lỗi ý môn, không có, nó không có nói từ lỗi ngũ môn. Rồi, thứ hai đó là lỗi tâm ý môn thời lỗi tâm ý môn thông thường. Lỗi tâm ý môn thông thường, trong lỗi tâm ý môn thông thường này, các lộ trình tâm ý môn thông thường này mình có hai trường hợp. Thứ nhất đó là chót động lực, thứ hai đó là chót hữu phần thanh. Ở trong trường hợp lỗi ý môn thông thường cảnh rõ mà chót động lực á, thì ở đây nó có thể là có, không có hữu phần vượt qua, hoặc là có từ 1 đến 7 hữu phần vượt qua. Có từ 1 đến, có thể là không có, hoặc là nó có từ 1 đến 7 hữu phần vượt qua. Thì số lượng tâm lộ hữu phần này nó khác với trong lộ hữu môn. Trong lộ ngũ môn lúc mà học cảnh rõ, cảnh lớn thì nó có 2 hoặc 3 hữu phần vượt qua. Còn nếu mà ở cảnh rất lớn thì nó chỉ có 1 hữu phần vượt qua. Nhưng mà ở lộ tâm ngũ môn thông thường thầy Bình Nhật mà cảnh rõ đây chót động lực, chắc động lực hoặc là nó chắc hữu phần khách thì nó có thể là không có và có từ 1 đến 7 hữu phần vượt qua, tức là số lượng tâm hữu phần nó nhiều hơn, hữu phần hậu kiếp vượt qua nó nhiều hơn. Nhưng mà lộ trình tâm của nó thì rất là đơn giản, nó không qua cái giai đoạn giống như là lộ trình tâm ý môn, ngũ môn. Ta nhớ hồi lộ trình tâm ngũ môn á, lộ trình tâm ngũ môn á, thì ít nhất là nó cũng có 1 hậu kiếp vượt qua.
kiếp vượt qua, rồi sau đó rúng đồng, rồi dứt dòng khai ngũ môn. Sau khai ngũ môn á, nó còn qua nhiều cái giai đoạn khác nữa, tức là nó còn qua giai đoạn tiếp thu, quan sát, xác định, rồi sau đó mới tới động lực. Tức là nó phải trải qua ba chặng sau tâm khai ngũ môn. Dạ. Nhưng ở lộ trình tâm ý môn á, thì chúng ta thấy là nó chuyển ra rất là nhanh và ngắn gọn. Đó là sao? Sau khai ý môn là lập tức là tâm động lực, là tâm xử lý cảnh. Và chính cái tâm động lực này á, nó đưa đến cái hành động thiện hoặc là bất thiện. Hành động thiện hoặc là bất thiện. Ở trong trường hợp thứ nhất á, trường hợp này á, là người ta vẽ đó là chúng ta thấy là không có hộ phần vượt, không có hộ kiếp vượt qua. Thì trường hợp mà lộ tâm ý môn mà không có hộ kiếp vượt qua là đó là trường hợp mà nó không bị cảnh sắc chi phối, tức là không có bị cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh bị chi phối thông qua lộ ngũ môn. Tức là nó không phải là lộ trình tâm được tiếp nối từ lộ ngũ môn, bị chi phối bởi cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, cảnh vị, cảnh xúc, mà nó thuần tí là lộ ý môn. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp vẽ có hộ kiếp vượt qua. Ở đây chúng ta thấy là hộ kiếp vượt qua mình có thể vẽ 1 hoặc là 2 hoặc là 3 hoặc là 4 hoặc là 5 hoặc là 6 hoặc là 7. Ở đây mình vẽ thí dụ là trường hợp 1. Chúng ta có thể tập vẽ đó là bằng cách là mình vẽ trường hợp 2, trường hợp 3, trường hợp 4, trường hợp 5, trường hợp 6, trường hợp 7. Trường hợp 7. Dạ. Nhưng mà ở lộ trình tâm, ở các tâm lộ khách quan á, thì nó vẫn giống nhau. Tức là nó vẫn là khai ý môn, sau khai ý môn là động lực, rồi sau đó nó trở lại cái trạng thái nó là hộ kiếp. Hộ kiếp nó cũng giống như là lộ trình tâm hộ môn, là nó sẽ trở lại cái trạng thái hai sát na tâm hộ kiếp. Rồi nếu mà tiến trình tâm đó nó diễn ra tiếp theo nữa thì nó là một lộ trình tâm mới, có thể là lộ trình tâm y môn tiếp theo, hoặc là nó chuyển sang lộ trình tâm hữu môn tùy theo. Dạ. Nhưng mà về cơ bản thì lộ trình tâm nó diễn ra như vậy. Diễn ra như vậy thì đó là trường hợp một mà thông thường có cảnh rõ chất động lực. Ở đây người ta còn vẽ thêm, nếu mà trường hợp 7, ở đây là 7 lần ha, cứ 7 như vậy thì 7 lần. 7 lần. Anh nghe nha. 7 lần. Thay vì mình vẽ 7 ô thì ở đây người ta vẽ cho mình số 7, viết cho mình số 7 rồi thêm cái chữ hộ kiếp vượt qua. Nó giống như là 7 động lực ở trong trường hợp này. Trường hợp thứ hai đó là lộ tâm ý môn thông thường, cảnh rõ cho khổ phần khách. Nó cũng là không có hoặc có từ 1 đến 7 hộ kiếp vượt qua. Nhưng ở đây nó phải có 3 yếu tố cái khổ phần hộ kiếp khách. Chúng ta nhớ là hộ kiếp khách lúc nào nó cũng phải có 3 cái yếu tố. Cũng phải có 3 yếu tố. Tức là mình có gì? Tục sinh bằng tâm thọ hỷ và ở cõi vui dục giới, người ở cõi vui dục giới. Thứ hai đó là trong trường hợp này vì nó đang cảnh rõ cho nên đó là gặp cảnh rõ. Thứ ba đó là khởi lên động lực sân. Và hôm trước chúng ta học cái phần này đó, tức là lý do mà cảnh rõ mà khởi lên động lực sân đó thì nó có 4 lý do như hôm trước. Thứ nhất là có những ấn tượng kinh hoàng,
Dạ. Tức là trước đây mình đã gặp cái cảnh đó làm cho mình cảm thấy sợ hãi, và sau này khi mình gặp cái gì đó mà tương tự và chúng ta nhớ lại làm cho mình cảm thấy sợ. Dạ. Hoặc là cảnh khởi lên bất ngờ ngoài dự kiến. Ở trong trường hợp này thì nó thường xảy ra, thí dụ như là đối với người tu tập thiền, trong lúc phát sanh phỉ lạc, phát sanh ánh sáng chẳng hạn, làm cho mình giật mình cảm thấy sợ. Dạ. Trường hợp thứ ba đó là tưởng tượng phong phú. Tưởng tượng phong phú tức là thấy cái này, nghe cái này, nhưng mà suy nghĩ, ví dụ như là nghe âm thanh, rồi từ nghe âm thanh đó, ví dụ ở trong rừng mà nghe âm thanh ca hát của cô thiên nữ, thì suy nghĩ cái này không biết là tiếng của con người hay là tiếng của dạ so, hay là tiếng của ma quỷ, theo cái tiếng đời mình gọi. Thì do cái tưởng tượng đó làm cho mình cảm thấy sợ. Thứ tư đó là do cái pháp điên đảo chi phối. Pháp điên đảo chi phối ở đây tức là ví dụ như là gặp người mình ghét mà người ta được thành đạt, thì tự nhiên mình sanh cái tâm ganh tị, ghét người ta, tìm cách để hại người ta. Thì ở trong trường hợp đó cũng làm cho tâm sân nó sân khởi. Yeah. Thì đó là bốn lý do mà làm cho gặp cảnh lớn mà động lực sân lại sân khởi, gặp cảnh rõ, cảnh rõ và tốt làm cho động lực sân khởi. Và đây là lộ trình tâm ở trong trường hợp hộp kiếp khách. Nó cũng có hai trường hợp. Thứ nhất đó là trường hợp không có hậu kiếp vượt qua. Trường hợp không có hậu kiếp vượt qua, tức là trường hợp mà lộ trình tâm ý môn nói lúc nãy, trường hợp hoặc là 7 hậu kiếp 1, chúng ta cũng có thể vẽ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Rồi tâm khách quan thì mình chỉ có là khai ý môn và sau đó là động lực. Sao động lực ở đây đó là hậu kiếp khách. Hậu kiếp khách. Sao động lực ở đây là hậu kiếp khách. Thì cái hậu kiếp khách giống như mình nói hôm trước, vì người tục sinh bằng tâm tâm thọ hỷ, mà nếu mà ở đây là động lực sanh, giống mình đang giận mà mình đổi sang cái trạng thái mà mình vui liền thì nó không thể được, nó không thể được, mà nó phải sao đổi sang cái trạng thái bình thường rồi sau đó mình mới vui. Dạ. Yeah. Nó giống như là bây giờ mình đang khóc mà bắt mình cười liền nó không được, mặc dù ở bên ngoài thì mình có thể nhìn thấy là mới khóc đó là cười rồi, nhưng mà thực chất là trong trạng thái tâm thì nó không phải như vậy. Tức là trong lúc mình đang khóc đó, trước khi mà chuyển sang qua cái trạng thái cười thì nó phải có cái trạng thái đó là thọ xả. Trạng thái thọ xả. Cho nên là hữu phần khách ở đây đó là nó là tâm tâm hộ kiếp thọ xả, tâm một trong năm tâm hộ kiếp thọ, một trong năm tâm hộ kiếp thọ xả. Một trong năm tâm hộ kiếp thọ xả. Nó sanh lên để nó dung hòa giữa thọ ưu và thọ hỷ. Thọ ưu và thọ hỷ. Ở trường hợp thứ hai thì nó cũng vậy thôi. Nó cũng vậy thôi. Nó chỉ khác là nó có thêm cái hộ kiếp vượt qua là 1 hoặc là 7. Tiến trình tâm ở lộ khách quan thì giống nhau. Hữu phần khách nó xảy ra cũng giống như vậy.
À, nó giống như vậy. Chỉ có là cái lộ trình tâm thứ hai á, là nó bị tác động bởi cảnh sắc, bởi sự nghe thấy ngửi nếm đụng, từ lộ ngũ môn rồi nó chuyển sang lộ ý môn. À, chuyển sang lộ ý môn. Đó là hai trường hợp lộ trình tâm thông thường, hai trường hợp lộ trình tâm ý môn thông thường, cảnh rõ xảy ra trong đời sống hàng ngày, tức là có chất động lực và chất hữu phần khách, hậu kiếp khách. Phần thứ ba đó là phần cách tính chặn tâm. Chặn tâm thì ở đây thì nó quá dễ ha. Chặn tâm là dễ. Chặn tâm ở đây thì mình chỉ tính chặn tâm khách quan. Chặn tâm khách quan. Chặn tâm khách quan. Thì ở trường hợp 1, trường hợp 1 ở đây là mình vẽ cho trường hợp mà nó chót động lực. Anh vẽ tượng trưng nên nó chất động lực. Trường hợp 2 là nó chất của phần khách. Nhưng mà đây dù là chất động lực hay là chất của phần khách thì ở đây nếu mình chặn tính chặn tâm khách quan thì nó cũng chỉ là hai chặn. Vì hữu phần khách nó không được tính là chặn tâm khách quan, bởi vì hữu phần khách nó có một cái cảnh riêng của nó. Nó không phải là lấy cảnh từ tâm động lực. Cho nên nó không được kể là tâm khách quan. Tức là nó có cái cảnh chủ, cảnh nghiệp tướng hoặc cảnh sanh thú tướng, cảnh riêng của nó. Nó không phải là cảnh khách quan. Cho nên nó không được kể. Như vậy thì cả hai trường hợp chất động lực hoặc là chất hữu phần khách á, thì lộ trình tâm này nó cũng chỉ có hai chặn tâm khách quan. Chỉ có hai chặn. Thứ tư là tính về tâm lộ. Tâm lộ. Tâm lộ. Tâm lộ thì ở đây mình có ở trong trường hợp thứ nhất chất động lực, nó cũng giống nhau, tâm lộ cũng giống nhau, tức là một hai ý môn với bảy động lực. Như vậy thì mình có tám tâm lộ hay là tám sắc na tâm, cả trường hợp chất động lực với chất hữu phần khách. Vì hữu phần khách thì nó cũng không được kể là tâm lộ khách quan. Cho nên ở đây cả hai lộ trình tâm nó chỉ có tám tâm lộ khách quan giống nhau. Trường hợp tính các tâm có mặt trong lộ tâm, các tâm có mặt trong lộ tâm. Ở đây trường hợp thứ các tâm có mặt trong lộ tâm. Ở đây ở trường hợp chất động lực, chất động lực thì có hữu phần vượt qua hay là không có hữu phần vượt qua thì ở đây nó không liên quan đến tiến trình tâm mà nó xảy ra. Cái số lượng tâm mà nó xảy ra, vì số lượng tâm mà nó xảy ra ở đây chúng ta chỉ tính ở tâm khách quan. Tâm khách quan thì ở đây nếu mà một tiến trình tâm xảy ra thì mình có hai thứ tâm, một là tâm khai ý môn và hai là tâm động lực. Tâm động lực, tâm động lực ở đây đó là mình phải nhớ được hết tất cả các tâm động lực. Các tâm động lực mình xem các tâm động lực, các tâm nào là tâm làm việc động lực,
Dạ. Thì ở đây mình có 12 tâm bất thiện làm việc động lực. Rồi tâm sinh tiếu làm việc động lực. Tám tâm đại thiện, tám tâm đại tố làm việc động lực. Chín tâm thiện đáo đại, chín tâm tố đáo đại, 20 tâm thiện siêu thế, 20 tâm quả siêu tế thế, đó là các tâm động lực. Chúng ta phải nhớ mấy cái đó, phải nhớ mấy cái đó thì mới học cái lộ trình tâm này thấy gì. Nhưng mà ở đây đó, giống như nói lúc nãy, ở đây là mình đang học đó là lộ trình tâm ngũ môn y môn thông thường. Cho nên các tâm động lực mà thuộc về tâm thiền với tâm siêu thế nó không được kể ở đây, mà nó chỉ thông thường thì nó chỉ diễn ra ở trong các loại tâm dục giới, các loại tâm dục giới nha. Cho nên động lực ở đây nó chỉ là 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại quả, 8 tâm đại tố và tâm sinh tiến là tâm động lực. Cho nên cái động lực ở đây nó có thể là tham, sân, si, hoặc là có thể là thiện. Đây, nó cũng có thể là tâm tố, là tâm của vị Thánh A-la-hán. Vị Thánh A-la-hán, cái tâm tố dục giới của vị Thánh A-la-hán trong trường hợp này vẫn được xem là bình thường, tâm bình thường xảy ra ở trong đời sống hàng ngày. Tại vì ở trong đời sống hàng ngày của bậc Thánh A-la-hán, nếu mà ở cõi dục giới, ngoại trừ thời gian mà các ngài hành thiền, nhập thiền, thời gian còn lại trong sinh hoạt hàng ngày, trong đi đứng nằm ngồi, thì đều là lộ trình tâm này. Đều là lộ trình tâm này. Có thể là có hậu kiếp vượt qua hoặc là không có hậu kiếp vượt qua, nhưng mà nó dạng lộ trình tâm này. Để khác là ở đây nó phải là tâm tố. Còn người phàm phu hoặc là bậc thánh hữu học á, thì cái động lực ở đây nó có thể là tham hoặc là sân. Người phàm phu thì si thì có cả hai trường hợp, tức là si hoài nghi và si phóng dật. Nhưng mà với các bậc thánh hữu học thì cái si ở đây nó chỉ là si phóng dật. Si phóng dật. Đối với tham thì các bậc thánh hữu học thì chỉ là tâm tham mà ly tà. Tâm tham ly tà. Tâm tham ly tà. Rồi nếu mà tâm sân thì nó chỉ xảy ra đối với bậc thánh tu đầu quần, với bậc thánh tư đà hàm. Còn bậc thánh a la hàm thì nó không xảy ra được, tại bậc thánh a la hàm thì đã đoạn trừ được tâm sân. Như vậy thì một tiến trình tâm xảy ra thì nó chỉ có hai thứ tâm, đó là tâm khai ý môn và các tâm động lực giống như mình kể lúc nãy. Còn nếu mình tính tổng quát một tiến trình tâm thì nó chỉ có hai thứ tâm thôi. Nhưng nếu mình tính tổng quát thì mình tính tất cả các tâm động lực, tất cả tâm động lực. Khai ý môn thì nó chỉ có một thôi. Nhưng mà động lực thì giống như kể lúc nãy, mình có 12 tâm bất thiện. Rồi kể cái lớn nhiều trước đi. 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện. Rồi 8 tâm đại tố. 8 tâm đại tố thôi. Còn 8 tâm đại quả thì nó có làm việc động lực. Tâm đại quả nó có làm việc động lực. Mà tâm đại quả thì nó làm việc tục sinh, hậu kiếp, Phật tử. Hoặc na cảnh. Cho nên chỉ có đại thiện và đại tố. Hai cái đó là 16. 16 với lại 12 là 28. 16 với 12 là 28. Rồi
28 cái nãy mình chúng ta khai ý môn đó là 29, rồi thêm một tâm sinh tíu của vị thánh A La Hán là 30. Như vậy thì tổng quát làm có 30 tâm dục giới, 30 tâm dục giới, 30 tâm dục giới. Xin lỗi. Lại ở trường hợp trên, ở trường hợp một á, là một tiến trình tâm xảy ra thì mình có hai thứ tâm, tổng quát thì mình có 30 tâm dục giới. Còn ở trường hợp hai á, nãy sư tính là nó chỉ vẽ chót động lực, ở đây nó chót của phần khách ha, chót của phần khách thì hộp kiếp khách thì ở đây động lực thì động lực là sân, cho nên động lực ở đây nó chỉ có là hai tâm sân. Hai tâm sân, như vậy là một khai ý môn với hai tâm sân thì cái lộ trình tâm thứ hai này nó chỉ có ba thứ tâm, chỉ có ba thứ tâm. Nhưng mà để ý lại chỗ nào, để sẽ tính là cả hai là vẽ ở dạng động lực và có hộ kiếp vượt qua và không có hộ kiếp vượt qua. Nhưng mà đến khi xem những kết quả thì ở đây nó một cái là chót động lực, một cái là chót hộ kiếp khách. Hai trường hợp. Rồi số lượng lộ tâm ý môn cảnh rõ. Thì ở đây ở trong trường hợp chót động lực, ở trong trường hợp chót động lực thì chúng ta thấy là cái lộ tâm mà không có hộ phần hộ kiếp vượt qua là nó chỉ có một thôi. Còn lộ trình tâm mà có hộ kiếp vượt qua là nó vì nó có trường hợp 1 hoặc là 2 hoặc là 3 hoặc là 4 hoặc là 5 hoặc là 6 hoặc là 7, cho nên nó có 7 trường hợp, 7 trường hợp. Như vậy thì ở trong trường hợp chót động lực á, 1 lộ trình tâm không có hộ kiếp vượt qua, nhưng mà nó có 7 lộ trình tâm là có hộ kiếp vượt qua. Thì tổng cộng ở trường hợp một chót động lực là nó có 8 lộ trình tâm, 8 lộ trình tâm. Ở trong hộ kiếp trường hợp thứ hai là chót hộ kiếp khách thì nó cũng vậy, tức là chót hộ kiếp khách mà không có hộ kiếp vừa qua là nó có 1 lộ trình tâm, có hộ kiếp vừa qua vì nó có từ 1 đến 7 hộ kiếp vừa qua, cho nên ở đây nó cũng xảy ra ở 7 trường hợp, tức là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy thì ở trong trường hợp chót hộ kiếp khách á, nó cũng có 8 lộ trình tâm, 8 lộ trình tâm. Như vậy mỗi trường hợp chót động lực có 8 lộ trình tâm, chót hộ kiếp khách có 8 lộ trình tâm, thì mình có 16 lộ trình tâm ở trong trường hợp này, 16 lộ trình tâm. Chót động lực 8 lộ trình tâm và chót hộ kiếp khách đó là 8 lộ trình tâm. Nhớ là cái hộ kiếp vừa qua ở lộ tâm cảnh rõ, nếu mà nó có là nó có từ 1 đến 7. Từ 1 đến 7. Cho nên nó có 7 trường hợp, 7 lộ trình tâm. Chúng ta để ý cho nó. Tại đây mình vẽ tắt, mình chỉ vẽ 1 thôi. Trong khi đó người ta có thể vẽ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi tương tự ở chót hộ kiếp khách cũng vậy. Rồi thứ 7 đó là lộ tâm ý môn cảnh rõ xảy ra ở hàng người. Hàng người. Thì người thì trước đây mình học đó là mình có 12 hạng người. Trong đó mình có 4 hạng người phàm, 4 hạng người đạo và 4 hạng người quả. 4 hạng người đạo á, thì nó xảy ra ở lộ trình tâm ý môn.
nhưng mà nó chỉ xảy ra trong trường hợp đó là lộ trình tâm ý môn đặc biệt. À, cho nên lộ trình tâm ý môn thông thường thì nó không có. Cho nên thì từ cái đó chúng ta bỏ ra bốn hạng người đạo, thì chỉ còn lại là bốn hạng người quả. Còn lại tám hạng người. Tám hạng người ở trường hợp thứ nhất chấp động lực, tức là người chấp động lực. Thì chấp động lực ở đây, cái chữ động lực ở đây mình gồm có, nãy mình kể đó là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, rồi 8 đại thiện, 8 đại tố. Thì 12 tâm bất thiện á, nó có thể xảy ra đối với trường hợp đó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân. Rồi bậc thánh thì mình còn bậc thánh, ba bậc thánh hữu học đều còn có tâm bất thiện xảy ra, đó là tâm tham và tâm si, mặc dù nó không có hoàn toàn. Tâm si thì mình còn tâm si, thí dụ như tâm si mình còn tâm si phong dật, tâm tham còn tâm tham ly tà. Anaham chỉ có bậc thánh Anaham thì cũng có tâm sân, động lực sân thôi. Nhưng mà vì ở trong tâm động lực này á, mình cũng có là 8 tâm đại tố. Cho nên là lộ trình tâm này thì vẫn có hạng người đó là bậc thánh tứ quả. Bậc thánh tứ quả thì 4 người phàm thì cũng có, 4 người quả thì cũng có. Cho nên là lộ trình tâm này đó là nó xảy ra ở cả ở 8 hạng người, tức là 4 phàm và 4 thánh quả. Lộ trình thứ hai đó là chấp hữu phần khách. Chấp hữu phần phần khách. Chấp hữu phần khách. Chấp hữu phần khách đó, thì động lực của nó đó là cái điều kiện động lực của nó là phải là tâm sân. Thì nếu mà động lực là tâm sân á, bốn người đạo thì mình không tính đền bỏ rồi. Động lực là tâm sân thì nó sẽ không xảy ra với bậc thánh Anaham và A-la-hán. Vậy thì mình sẽ loại trừ được hai hạng người đó nữa, thì chỉ còn lại là sáu hạng người. Ở đây cái điều kiện ở trong lộ tâm hữu phần khách, mình còn có được điều kiện đó là tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Mà tục sinh bằng tâm thọ hỷ thì người khổ, người lạc vô nhân thì nó có. Người khổ tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Người lạc vô nhân tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện. Như vậy thì tục sinh bằng tâm thọ hỷ ở đây nó chỉ còn lại đó là người nhị nhân, người tam nhân. Rồi người nhị quả, người sơ quả và nhị quả. Người sơ quả và nhị quả ở đây nó đáp ứng được cả điều kiện đó là động lực sân, rồi tục sinh bằng tâm thọ hỷ. Ở đây đối với người nhị quả và người sơ quả nhị quả thì ở đây nó là thẻ, nó vừa có thể tục sinh bằng tâm đại quả thọ hỷ mà hợp thí. Nó khác với người nhị nhân và người tam nhân phàm phu á, thì tục sinh bằng tâm đại quả thọ hỷ. Nhưng mà nó có thể ly trí, người tam nhân ở trong trường hợp đó nó có thể ly trí hoặc là hợp trí. Còn người nhị nhân thì chắc chắn là ly trí rồi. Người nhị nhân thì chắc chắn là ly trí. Tức là nếu mà tục sinh bằng tâm thọ đại quả thọ hỷ thì cũng chỉ là hai tâm đại quả thọ hỷ ly trí, một trong hai tâm đó. Còn người tam nhân thì người tam nhân mà phàm phu thì có thể là tục sinh bằng tâm tâm bốn tâm đại quả, tức là xin lỗi, bằng hai tâm đại quả tam nhân ha. Người tam nhân thì xin lỗi, người tam nhân thì tục sinh bằng hai tâm đại quả hợp trí ha. Hợp trí thì nó mới là tam nhân được, xin lỗi. Tam nhân.
Còn ở đây mình nói là bậc thánh sơ quả, nhị quả mà tục sinh á, thật ra thì cái tâm sơ quả nhị quả đó nó không có làm việc tục sinh. Chúng ta thấy là tâm sơ quả nhị quả đó nó không có làm việc tục sinh, nó không phải là giống cái tâm quả của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tâm quả siêu thế nó không có làm việc tục sinh. Dạ, mà người sơ quả nhị quả tục sinh ở đây đó là tục sinh bằng tâm đại thiền, bằng tâm đại quả hợp trí. Tức là bằng hai tâm đại quả, bốn tâm đại quả hợp trí, có thể là thọ xả và thọ hỷ. Nhưng mà ở trong trường hợp này thì mình lấy trong trường hợp là bằng hai tâm đại quả hợp trí mà thọ hỷ. Dạ. Cho nên xét ở điều kiện tâm tục sinh á, thì mình chỉ còn lại ở người phàm á, mình chỉ còn lại hai hạng người, đó là người nhị nhân và người tâm nhân. Dạ. Vì cái lộ trình tâm thứ hai này á, nó chỉ xảy ra ở bốn hạng người, ở bốn hạng người. Lộ trình tâm thứ nhất thì xảy ra ở tám hạng, đó là bốn phàm và bốn thánh quả. Lộ trình thứ hai thì chỉ xảy ra ở bốn hạng người, đó là người nhị nhân, người tâm nhân, người sơ quả và người nhị quả. Tự nhiên nó lên như này. Rồi à, cõi. À, cõi. Đối với trường hợp chấp động lực có hữu phần vượt qua và không có hữu phần vượt qua, hữu kiếp vượt qua hoặc là không có hữu kiếp vượt qua. Ở trong trường hợp mà không có hữu kiếp vượt qua thì nó có thể xảy ra ở 30 cõi hữu tâm, 30 cõi hữu tâm, ngoại trừ cõi vô tưởng. Trong trường hợp hộ kiếp vượt qua thì nó chỉ có thể xảy ra, nó chỉ xảy ra ở 26 cõi, trừ cõi vô tưởng và bốn cõi vô sắc. Tại sao từ bốn cõi vô sắc và ở lộ trình tâm trên là nó lại lấy được bốn cõi vô sắc? Thì ở đây giống như nói lúc nãy, cái lộ trình tâm mà nó không có hậu kiếp vượt qua thì nó chỉ là lộ kiếp, hậu kiếp thuần tí mà nó không bị chi phối bởi cảnh sắc. Bởi vì nó không bị chi phối bởi cảnh sắc á, cho nên nó có thể xảy ra ở cõi dục giới, sắc giới và luôn cả ở cõi vô sắc. Còn cái lộ trình tâm thứ hai, cái lộ trình tâm mà có hộ kiếp vượt qua, cái lộ trình tâm này nó bị chi phối bởi cái cảnh sắc bên ngoài thông qua lộ ngũ môn. Mà lộ ngũ môn á, thì nó không thể nào xảy ra ở cõi vô sắc. Lộ ngũ môn thì nó chỉ có thể sanh ra ở cõi dục giới hoặc là cõi sắc giới thôi. Chính vì như vậy cho nên cái lộ trình tâm thứ hai á, nó không thể nào xảy ra ở cõi vô sắc. Cho nên mình chỉ lấy được đó là 26 cõi hữu tâm. 26 cõi hữu vận. 26 cõi. À, 26 cõi hữu vận. Còn 30 cõi là 30 cõi hữu tâm.
Tại vì 30 cõi mình không thể gọi ngũ uẩn được, lý do là cõi vô sắc giới nó không có sắc pháp. Cho nên mình chỉ có thể gọi là 30 cõi hữu tâm. Còn 26 cõi nên mình gọi nó là ngũ uẩn được, tại cõi sắc giới nó vẫn có vẫn có đủ 5 uẩn. Cái đó là trường hợp mà chấp động lực. Trường hợp chấp động lực. Ở trường hợp chấp hữu phần khách á, trường hợp chấp hữu phần khách á, thì chúng ta nhớ cái điều kiện lúc nãy thì chúng ta sẽ tìm được cái cõi của nó. Tức là chúng ta chỉ cần có điều kiện đó là ở cõi vui dục giới, tâm thọ hỷ, và ở cõi vui dục giới. Chỉ cần lấy cái điều kiện đó là chúng ta có được cái cõi ở cái lộ trình tâm này. Tức là cõi dục giới thì mình có 11 cõi, trong đó mình có 4 cõi khổ và 7 cõi vui dục giới. Trong 7 cõi vui dục giới đó mình có cõi người và 6 cõi trời. Thì cái lộ trình tâm này nó chỉ xảy ra ở 7 cõi vui dục giới. Nên dù là nó có hộ kiếp vượt qua hay là không có hộ kiếp vượt qua, nó vẫn giống nhau. Tại vì nó do cái điều kiện của nó đó là thuộc sinh bằng tâm thọ hỷ ở cõi vui dục giới. Cho nên nó chỉ xảy ra ở 7 cõi vui dục giới. Thì đó là phần lộ trình tâm ngũ môn cảnh rõ. Lộ trình tâm ngũ môn cảnh rõ. Thì ở trong bài học này nó vừa là cái bài học khái quát về lộ tâm ý môn cảnh rõ. Ở trong bài học này thì nó vừa là cái bài học khái quát về lộ trình tâm ý môn. Mà mình cần nhớ một số vấn đề, đó là thí dụ như là cảnh của lộ trình tâm ý môn, rồi nói về ba thời, rồi về đơn vị, các đơn vị tâm lộ. Đó là cái phần khái quát mà mình cần phải nhớ. Rồi phần thứ hai, phần bài học chính, đó là lộ trình tâm ý môn thời Bình Nhật làm có 3 trường hợp. Một là lộ ý môn thông thường, hai là lộ ý môn chim bao, và ba là lộ ý môn đặc biệt. Lộ ý môn thông thường, bài học đầu tiên này thì mình học về cảnh rõ. Lộ ý môn thông thường cảnh rõ này nó xảy ra 2 trường hợp. Một đó là chót động lực, hai là chót hữu phần khách. Cả hai đều xảy ra đó là không có hoặc có từ 1 đến 7 hộ kiếp vượt qua. Thì đó là cái phần tổng quát mà mình cần phải nhớ ở trong bài học này. Rồi các phần còn lại thì chúng ta có thể nhìn vẽ ra cái biểu đồ, rồi chúng ta tập tính, ví dụ như tính về chặng tâm, về tâm lộ, về số lượng lộ tâm, về các tâm xảy ra ở các lộ tâm, rồi về người, về cõi chẳng hạn. Thì cái phần đó mình sẽ vẽ ra cái lộ trình tâm của chúng ta tính. Rồi thôi, đó là phần bài học ngày hôm nay mình kết thúc ở đây ha. Ta nghỉ sớm một tí. Rồi xin mời lớp nghỉ. Dạ, bài học đã kết thúc. Dạ, chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về lộ trình tâm ý môn cảnh rõ ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, cung kính tri ân sư. Con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ka pun yang no anumodan tu chi rang ra khan tu sa sa nang akasatha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ka
Bồn nhang nô an mô đàn tu chi răng ra khăn tu nô gà rô a ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ca ma hi thi ca. Bồn nhang nô an mô đàn tu chi răng ra khăn tu nhà ta yô a ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ca ma hi thi ca. Bồn nhang nô an mô đàm tu chi răng ra khăn tu pa ni nô a ca sa tha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhang nô an mô đàm tu chi răng ra khăn tu nô sa đa. Ê đăng vá ta nô bồn nhang a sa vá kha ya vá hăng hô tu a na ga tê ca lê. Sa thú sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Vi Diệu Pháp Căn Bản Online vào các ngày thứ Bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ, con kính chúc sư tinh tuệ, là kính chúc quý sư, quý cô tu nữ và các bạn đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống để cùng nhau vượt qua đại dịch COVID này ạ. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư nhiều sức khỏe ạ.